Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập số 35 các ngày trong tuần. Bài tập trang số 76 sách giáo khoa lớp 1 tập 2 quyển kết nối nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau học các ngày trong tuần nha. Trong đây là một chuỗi những bức tranh về tất cả các ngày trong tuần. Các bạn hãy cùng xem là mỗi bức tranh vẽ những ngày nào nhé. Ở bức tranh thứ nhất, đó là viết thứ hai, một ngày mới bắt đầu trong một tuần. Các bạn đến trường, đi học, rất là vui vẻ đúng không nào? Bức tranh tiếp theo là bức tranh thứ ba. Các bạn đang ngồi gì nhỉ? Đọc sách ở thư viện đấy các bạn ạ. Việc đọc sách rất là tốt nha, giúp cho chúng ta có thể mở mang cũng như là trau dồi được kiến thức. Nên các bạn hãy dành một khoảng thời gian nhất định trong tuần để chúng ta đi đọc sách nhé. Tiếp theo là thứ tư thì sao nhỉ? Các bạn đang cùng nhau học như nào? Học bộ môn toán. Thứ năm thì học thể dục. Thứ sáu thì ngồi trong lớp để học bài đúng không nào? Thứ bảy thì được nghỉ học đấy, được đi chơi này. Còn chủ nhật thì sao nhỉ? Cũng được đi chơi. Như vậy là một tuần lễ sẽ gồm 7 ngày, đó là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Các bạn nhớ chưa? Chúng ta chuyển sang phần hoạt động một bạn robot trồng một cây đậu thần. Cây đậu thần nảy mầm vào ngày nào trong tuần? Chúng ta có ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và cây đậu đã nảy mầm vào ngày thứ 2 đấy các bạn ạ. Cây đậu ra hoa vào ngày nào nhỉ? Cây đậu đã ra hoa vào ngày thứ mấy đấy? Thứ 6. Phần 2, tím ngày còn thiếu. Chúng ta có ngày thứ 2, ngày thứ 4. Vậy thì chắc chắn đây sẽ là ngày thứ 3 và ngày thứ 5 rồi đúng không nào? Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Tiếp theo bài 3, mỗi bông hoa ghi một ngày trong tuần, bạn hãy đọc tên những ngày còn thiếu. Chúng ta sẽ có, đây là có thứ tư rồi, là hôm nay. Vậy hôm qua sẽ là thứ ba, ngày mai sẽ là thứ năm. Hôm qua là thứ sáu thì hôm nay sẽ là thứ bảy, ngày mai thì sẽ là chủ nhật đúng không nào? Ok, vậy là chúng ta đã đi xong phần bài tập ngày trang 76 và 77 các ngày trong tuần rồi các bạn ạ. Thời lượng của kênh thì cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.